Đây thì vừa thả cái ăn ngay, thả cái cắn ngay, ném phát lên hàng luôn. Nó lột đây, con này tổ phê rồi. Phê chưa? Ôi dồi ôi. Báo hiệu một ngày. Ngày đẹp rồi. Khủng rồi. Thuyền đã được hạ thủy nhé. Vừa nghe cái giọng nói quen quen, không biết các cô ai nhận được, nhận ra một giọng quen thuộc. Thấy tiếng chưa thấy hình đâu. Tiên mình rời bến khi bình minh cũng vừa ló dạng. Đồng chí Tiên vẫn còn lạnh co ro ngồi trước mũi thuyền. Trên những vách núi cao dựng đứng kia thỉnh thoảng nhấp nhô những tòa nhà rất là đẹp, cứ ẩn hiện ở trong rừng cây. Một mình đứng một vị trí rất đắc địa.
Đây rồi. Không bắt được gì đây. Con này to. Thả cái ăn ngay. Thả cái cần ngay. Ném phát lên hàng luôn. Đây. Con này to. Phê chưa? Ôi rồi. Báo hiệu một ngày. Ngày đẹp rồi. Khủng rồi. Vừa bình minh vừa lên nhá. Vật luôn. Ôi, đừng để nó trượt. Ăn hàm trên rồi. Ơi, đừng vào tàu, theo. Uầy. Ui giời ơi. Mở hàng con Seabass này. Ui giời. Các bác ơi, để em mở hàng. Seabass mở hàng này. Ơ, để tôi nâng phát. Đây. Ôi. Seabass mở hàng của em đây các bác ơi. Đây. Wow. Lợn con này. Ui dồi, phê. Phát đầu tiên. Đứng lên xem nó dài đến đâu. Này, đứng này. Ui dồi, bằng lửa người. Này. Wow. Thả xuống, chiến tiếp. Đà nó đang vào. Rồi, ui dồi, kiên nhá, cá của kiên nhá, dính rồi. Ui dồi, này. Vào đây. Ôi giời ơi. Ăn à. Vừa ném được phát thứ hai. Lên cá. Sướng chua thì biết rồi. Ôi giời ơi, đồng chí Kiên lại lên hàng. Úi giời ơi. Quá cơ, tê tái. Đây rồi. Lại cá đây rồi. Đây rồi, ôi thôi trượt. Úi giời. Seabass.
Rồi tê tê. Rồi tê. Tê quá. Em làm anh phê. Chưa phải tàu ngầm. Đã dính luôn à? Chưa phải tàu ngầm. Ui dồi. Lên 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 lên. Tàu ngầm ấy. Khá đấy, khá đấy. Khá đấy. Em lại làm anh phê. Vật. Con này phải vật rồi. Trợ lực. Cắn phì vãi. Xì bát rồi. Xì bát đẹp đây. Về với tổ tiên. Đang câu xì bát kiên đi câu mực. Nó mực thật đi. Từ từ kéo từ từ rồi, kéo từ từ rồi. Từ từ rồi. Nó cứ kết cái mồi đấy nhỉ. Lại dính. Thả. Để tôi móc vào. Tôi dùng cái lưỡi của tôi móc vào xem có được không. Sau một lúc kéo cá tê tay thì bây giờ anh em ngồi nghỉ giải lao tí. Tăng lực. Tí cũng kéo con to hơn. Đẹp, trên sông đẹp. Còn chạy nước đâu. Hôm nay không có con giáp cho nên là trời thì nắng đẹp, khung cảnh bình yên như thế này. Không có một gợn gió nào. Nhìn xa xa những quả đồi, cái cánh đồng mì chín vàng. Ai bảo là kéo cá không mệt. Kéo cá đương nhiên là mệt. Thậm chí rất mệt. Cá đây. Tiên lên Seabass đây. Seabass đẹp. Thắng cân đấy. Tí mép. Dính một tí mép. Một tí.
dính tít thì tìm nét. Thế mà còn thế mà vẫn vẫn còn. Lại đến tổ tiên nhé. Rồi. Bye bye. Úi giời ơi. Nổ. Toàn cá bass. Mời các bác ngắm hội thuyền hơi ở đây nhá. Thuyền hơi như của mình này. Ở đây hội thuyền hơi nó rất là đông. Đông người chơi thuyền đấy. Cho nên là người ta đậu ở đây dày chi chít này. Trông như kiểu ở Việt Nam mình như kiểu đá bèo sen ấy nhỉ. Như kiểu đá bèo sen. Tiên bảo là thuyền cao su đỗ ở đây nhìn giống kiểu đám mèo lá sen. Đây hội xuồng hơi đây các anh.